Rồi, xin chào tất cả các bác nha, quay trở lại shop Deco bên em. Video ngày 29 nhé em, 29 tháng 7 thì em lên cho mình có hai con máy hôm nay thì em để cho mình giá tốt nha. Máy câu biển và một số cần câu biển này. Con câu biển này độ cứng cao như này, một số cần zit thì em có những dòng như là MH đó, cần lua, một số cần tay câu suối, một số cần lục và một số cần thanh lý giá rẻ đây đó, cần chất liệu graphite nha. Thì bên em vẫn ship có toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán ạ. Em có con máy mã số 1 thì con này của dòng Diamond như này, Diamond dòng Micon nha. Đó, Micon, con này size lớn lắm, dòng No 6. Size con này đó cho mình tầm khoảng vào 15.000 á. Thì mấy con Diamond này thì đều sản xuất tại Nhật nha, để nội địa Nhật hết ạ. Con này to lắm nha, con này thì thích hợp cho anh em mình ạ. Câu biển này, hoặc là câu lục như này, đó, lô cước này. Nói chung con này máy hoạt động tốt, gạt cước, còn lăn cước còn mới. Cái con này cái thông số cước thì chung được con này vào được cước được nhiều như này. Gradio là 1.3.3, để sản xuất tại Nhật. Tình trạng máy thì còn ok hết nha. Em sẽ test cho mình một chiều trước này, một chiều nha. Tiếng ra này, máy thì bao mượt rồi đó, hai chiều này, thúc trạng hai chiều ok nha. Con này thì mình câu lục hoặc mình câu biển thôi đó, con máy lớn ạ, sàn hàng. Con này mã số 1 đối với máy, con này cửa hàng em đang bán là 1.6.000 thì hôm nay mình giá là 1.4.000 nha, 1.400.000. Rồi con máy câu biển này thì con máy này thì của dòng Ryobi, con máy này còn chạy tốt nha, chạy phà nha. Anh em cái inbox thì em sẽ gửi hình cái video máy chạy qua cho mình á, tại vì em mượn dây em test thì em trả dây cho anh rồi nên là em lên video thì không có dây như này. Con này thì sản xuất tại Nhật luôn, đây made in Japan. Con máy thì cũng dạng size lớn nha, đó, size rất là to, em nhìn kỹ nha. Máy chạy bằng điện và máy chạy rất là tốt, hoạt động tốt nha, đó, tại Nhật của dòng Ryobi. Máy chạy phà rất là mượt nha. Ratio nó ghi sẵn 1.3.15 này, đó, 1.3.15. Con này Ryobi của dòng AD80, máy size to nha, hoạt động tốt, chạy điện được. Con này thì em để cho mình giá là 1.000.000 nha. Đó, 1.000.000 này. Câu máy điện nha em, máy điện thì câu mấy con này. Nó cứng 2-300 đổ lên. Rồi một số cần thanh lý thì em có đây 5 cây. 5 cây này chất liệu graphite nha. Thì mấy cây thanh lý này thì em sẽ báo rõ thông số và chi tiết nha. Có một số thì sẽ bị hư khoen, cho nên mình về làm cần tay. Đây có một con Daiwa 5m4 này, con này bị hư một cái mức ngọn như này nha, mức khoen trên ngọn nha. Còn lại khoen ok, con này thì mình về mình hạ cần tay nha. Chất liệu con này là graphite đỏ. Con số 2 này thì súp lỡ 2m7 và khoen con này là khoen sắt, có loại sứ. Khoen này câu được nha. À, câu được bình thường, con này dạng súp lỡ này. À, con số 3 này thì cũng con này của Olympic 5m4, con này ISO khoen lớn, đó, ISO nhựa nha em, về tháo làm cần tay. Thì mấy con này thì em bán thanh lý thì mình cứ coi kỹ video giùm em. Con này thì 4m5 ISO còn nguyên khoen nha em, con này khoen phát Fuji hết này. Đó, phát Fuji. Và con số 5 thì một con cần lục, con cần lục là bị mất khoen ở trên ngọn như này. Cần lục là 39 NFT. Đó, mất khoen trên ngọn này, một cái đầu bu và hai khoen chạy là đủ rồi nha. Còn khoen còn lại ok này. Rồi 5 cây thanh lý này thì giá là 400, ship 30.000 như này. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Một số cần carbon thì mã số 1 em có một con ISO khoen nhỏ 5m4 độ cứng 2. Đó, khoen pass Fuji hết này. Cứng 2 tầm khoảng 4H cần tay nha. 4H cần tay ạ. Con này thì ngọn nó hạ xuống một tí, hiện tại ngọn lớn 1.8 ly và phôi carbon xoắn vân. Đó, xoắn vân nha. Còn là tầm khoảng 4H cần tay ạ. Này, tổng thể thế này. Rồi 5m4 độ cứng 2, con này thì cân nặng được cho mình là 230g. Mã số 1 400.000. 400 nha. Số 2 một con ISO khoen nhỏ, con này thương hiệu dòng NFT ạ. Con này 5m4 và độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng độ cứng 3 này, tầm khoảng 5H cần tay nha. NFT Japan, khoen pass Fuji hết. Con này cái ngọn của mình thì nó được, nó bỏ mấy cái khoen chạy cho này luôn rồi, nó hạ xuống một tí chắc tầm khoảng còn 2m2, 5m2 thôi. Thì con này thích hợp em mình xả cần tay thôi. Anh em không lấy thì em xả con tay, còn cần tay cho mình bán nha. Đó, con này cho mình giá 500.000. Con này phôi phía còn ok lắm. Con này hạ tay 5H này, 5H cứng ngắc nha. Rồi cân nặng được là 300g, ngọn hiện tại 2 ly, mã số 2, giá 500.000 ạ. Số 3 một con ISO khoen nhỏ, khoen lớn, con này của dòng Suzumi. Con này thì là 4m5 và độ cứng 4 này, 4m5 độ cứng 4. Khoen của mình là khoen Fuji, đây loại xứ đá xám nha. Đó, khoen Fuji xứ xám. Cái con này thì cái ngọn của mình tầm khoảng 1.5 ly, hạ cần tay cũng 5H nha. Đó, 5H. Con này thì đây, cái cần thủ trước thì nó đánh cho mình chặn mấy cái chỗ này, cái định vị này. Đó, cái định vị khoen á, cho nó thẳng tắp như này này. Như này. Nó thẳng hết. Đó, cái này thì mình chế zoom sẵn luôn này. Nó cuốn chỉ ở đây cho mình dắt lên á thì nó còn tầm khoảng 3m5. Anh em rút ra hết này là 4m5.
con này còn đẹp lắm, mà nó đổ lại thôi. Nó đổ cái chỗ tay cầm này thì nó sẽ có quấn kia mình là cái cán bần trên này và dưới này. Đó, Suzumi ạ. Con này cân nặng được là 260g, mã số 3, giá 600.000 nha. 600 ạ. 4.5 cứng 3. ISO khoen lớn thì em đây có một con của dòng Ryobi. Con này thì dài là 5m3 và độ cứng 4 này. Cứng 4 này thì anh em mình câu bờ kè được này. Đây mình câu bờ kè mình, con này thì khoen xích nha. Đó, khoen xích hết. Cứng 4 tầm khoảng 6-7h cần tay. Đó, tất cả dàn khoen full xích. Con này thì cái ngọn sẽ có cho mình là 3 khoen chạy nha. 1, 2, 3 khoen chạy này. Đó, lóng thứ hai thì có 1 khoen chạy đây. Mấy con này thì anh em mình câu bờ kè, mình câu ISO. Đó, 2 khoen dưới của mình là khoen chạy hết. Sát lóng dưới là 2 khoen của mình là có đóng speed chống nổ này. Đó. Độ cứng 4 cái này, 5m3. Bắt đập bắt vặn nha. Fuji dòng Ryobi. Cân nặng 320g, mã số 4 ạ. Con này cho mình giá là 1 triệu nha này. Đây, giá 1 triệu nha. Khoen xích nha. Đó, toàn bộ khoen xích. Tiếp theo mã số 5 thì đây có một con cần súp lở này. Con cần súp lở này là Olympic. Độ dài cần là 3m9 và độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 25. Anh em đánh lục độ cần và gần bờ nha. Đó, dạng súp lở. Khoen pad Fuji hết này. Ngọn thì nó sẽ có 2 khoen chạy đây. 1 và 2 khoen chạy đây. Trên ngọn của mình nước sơn màu đen. Còn mấy lóng còn lại là carbon này, xoắn vân. Đó, 4 lóng nha. 4 lóng 39. Tình trạng cần hơi xước nha. Thì em để mình còn giá rẻ thôi. 3m9 cứng tầm khoảng 25, cân nặng 340g, mã số 5, giá 500.000 nha. Đây, giá 500.000. Gốc con này thì nó đổ lại nha em. Đây, nó đổ bằng cái đắp đít vặn bằng cái ống nước này, từ bên Nhật về nha. Đây có một con cần cần lục nha em. Con này là cần lục dài mà nó bị hụt. Con này là cần lục của dòng Long Súp, 4-5m3, cứng 27, tầm khoảng DX. Con này bản China xuất Nhật. Con này thì nó được hạ ngọn cho mình xuống, hiện tại nó chỉ còn cho mình là 4m7 nha em. Chuẩn xác cho mình là 4m7 hơn một tí thì em cho 4m7 nha. Và dàn khoen của mình là khoen Fuji này. Đó, khoen Fuji đầu bố xích chống xoắn này. Hiện tại còn 4m7 thôi, trong đó hạ ngọn xuống ngắn cho mình rồi. Đó. Con này thì là cần carbon nha. Carbon của Daiwa. Con này thì còn nguyên bản của nó thì em có hai con, một con em bán 1.8 rồi nha em. Con này thì em để cho mình nửa giá thôi. Đó, con kia 1.8 thì có khách lấy rồi. Con kia là cứng 25. Còn con này 27, nó hạ ngọn. Thì cân nặng được hiện tại là 460g, mã số 6, giá 900 nha. Đây con này giá 900.000 ạ. À, tiếp theo thì mã số 7 ạ. Số 7 thì em có một con cường lục của dòng NFT nha anh em. NFT dòng Seamat nha, power lớp 4m và cứng là 20. Thì đưa cho mình tầm khoảng FX, nó FX Shimano á. Anh em tìm FX này, đây con này này. Phôi hay da nha. Khoen pad Fuji xứ xám. Cái dòng của NFT này thì nó sẽ không có định vị nha. Và phôi xoắn hai da. Đó, ngọn sẽ có hai khuyên chạy trên ngọn đây. Xoắn hai ngọn nha. Số lượng con này đi kèm cho mình là 4 lóng này. Đây, số lượng kèm 4 lóng này. Tình trạng sẽ có sức dăm sơ thế này. Thì con này thì bên em cửa hàng đang để giá là 2 triệu. Thì trên line này thì em để cho mình giá là 1 triệu 8 nha này. 1 triệu 8 hỗ trợ hạ phát miễn phí nha. 4m và cứng là 20. FXT. FXT cho mình ạ. Cân nặng được là 360g. Mã số 7. Giá 1 triệu 8. Rồi tiếp theo là cần lục nha này. Cần lục thì em có một con NFT luôn. Con này của dòng Power Love mà dòng này acid, acid thì đời cao hơn. 4m và cứng là 30 CST. Đó. Cái bản này thì cũng là khoen Fuji xứ xám. Cái cần thủ trước thì nó đã thay cho mình cái đầu bu xích chống xoắn này. Đầu bu này thì xịn hơn nha. Và phôi xoắn hai da từ gốc tới ngọn luôn và cũng không có định vị nha. Cái dòng này không có định vị. Mà cái dòng NFT này cứng lắm nha này. Nó cứng cho mình đánh là bạc bãi, bạc biển được này. Đó, tình trạng thường có sức dăm thế này. Sức dăm sơ nha. Khoen pad Fuji. Pad thì còn nguyên bản, chưa chụp động chạm gì nha. Cân nặng là 490g. Ngọn lớn như này. Ngọn là 3 ly. Mã số 8 ạ. Con này gửi mức giá là 2.300.000. Đó, 2.300.000 nha. Tiếp theo thì em có một con cần lục của dòng Shimano. Con này cần lục của dòng Shimano mắm tôm như này. Là suốt lê đờ mắm tôm. 4m25 ạ. Và độ cứng là DST. Đó, tình trạng cần con này gốc có xước như này. Con này để cho mình giá rẻ thôi. Pad Fuji. Khoen con này là khoen xích. Mắm tôm thì nội địa Nhật 100% rồi. Ngọn thì hai da sẽ có định vị này. 1, 2 khuyên chạy có định vị như này. Xoắn hết 4 lóng. Đây, số lượng 4 lóng nha. Đó, tình trạng thế này. Có sức chăm sơ theo thời gian. Dàn khoen của mình là dàn khoen full xích nha. Dàn khoen full xích 4m25 và đơn cứng là DST. Cân nặng được là 400g. Mã số 9,
con định mệnh giá là 2.400.000 đó, 2.400.000 nha. Em vẫn chưa hạ pad đó, còn nguyên hết này, tình trạng có sức ngoài thôi. Rồi tiếp theo ở một số cần tay nè, em có một con cần tay rất khúc, con này đẹp lắm, con này dài là 6m3 nè, con này kịch bo nó giả vương trúc á. Thì mấy cái lóng ở trên mình này nó đi kèm 7 lóng, và mấy cái lóng ở trên mình nè nó đều quấn chỉ chống nổ này, này quấn chỉ kim tuyến chống nổ nha. Con này thì mềm thôi, nói chung cũng tầm khoảng 3H. Mà cái cầm cần tay này thì anh em mình tiện lắm nha, anh em mình thích bao nhiêu mình cắm bấy nhiêu nha. Nếu mà giờ anh em mình đi muốn câu trên ao sông hồ mình á, mình muốn tầm khoảng 2m thì mình cắm 3 khúc thôi đó, mình cắm 3 khúc này vô. Còn muốn 4m này cắm thêm đó, cắm thêm vào nha, cắm hết 6 khúc là 6m3, mà cắm hết thì nó hơi mềm nha này đó, cắm hết hơi mềm. Tay cầm được cuốn dây mây này, phôi carbon này là giả vân trúc nha, trên đầu được cuốn chỉ hết. Con này thì cứng tầm khoảng 3H thôi, 6m3 và cân nặng được là 180g. Con này thì mã số 10, giá 600.000, 600 như này, nội địa Nhật Japan 600 ạ. Đây có hai con cần tay câu suối, hai con này dài câu suối cho mình đây. Đây thì có một con cần Ryobi, con này dài 6m3 của dòng Protegate. Cái dòng Protegate này là bản hầu như là cao cấp nhất của Shimano, à của Ryobi. Con này thì có mấy cái dòng cần lục đẹp lắm, xoắn hai da thì em cũng có bán, anh em biết rồi, Special Edition. Con này 6m3 mà nặng chỉ có 142g thôi, rất là nhẹ nha. Cho mình câu cá suối này, câu sạc răng đó. Đây, cái ngọn rất là nhỏ, tầm khoảng 0.7mm, cứng tầm khoảng 3H thôi, ngọn long phụng nha. Đó, phôi carbon xoắn vân. Đó, tầm khoảng 3H thôi. Con này lóng liếc đẹp hết ạ. Con Ryobi nha em, Sampro Tiger nha. Mấy con câu suối này thì trong ít, lâu lâu mới về một vài con. Con này thì 142g, 6m3, mã số 11, giá 1.500.000 này, 1.500.000. Cái tay cầm của mình được làm nhám này, cầm rất chắc tay. Tiếp theo thì một con cần tay, con này của dòng Ryobi luôn, của dòng câu suối luôn như này. Con này 7m3, dài hơn con kia tầm khoảng vào 1m, nhưng mà con này nhẹ lắm như này, 190g thôi. Đó, Ryobi dòng tay câu suối, Super Carbon Test. Cái hai con này thì đều có cái phụ kiện là nắp chụp nha, và cũng tầm khoảng vào 3-4H thôi, nên là mấy con này không cứng lắm cho mình ạ. Đó, cái ngọn rất là nhỏ này. Đây, ngọn nhỏ như này, ngọn con này tầm khoảng 0.6mm, trên này nước sơn màu trắng, dưới đen. Đó, tổng thể thế này, phôi carbon xoắn vân này, đó, xoắn vân toàn thân nha. Đây, tình trạng thế này, con này thì còn ok hết như này. Cho mà hai con cần tay câu suối này thì anh em về mình câu suối, mình câu rô giết á, câu cảm giác thôi. Mấy con này câu cá nhỏ rất là ngon như này, nhỏ nhẹ lắm, cho mình cầm trên tay cả ngày cũng được ạ. 7m3, con này 190g, mã số 12, giá 1.500.000 ạ, 1.500.000. Đó, Ryobi nha. Rồi đây có một con ISO giá rẻ cho mình như này. Con cần ISO này thì carbon, dài 4m5 và cứng là 1.5. Đó, 1.5 như này, khoen pad Fuji. Con này thì đã thay cho mình cái đầu bua sứ trắng dạng khoen Fuji, ngọn thì có hai phiên chạy này, một phiên chạy anh em. Con này nó hạ số một tí rồi, hiện tại con này còn tầm khoảng 4m thôi, con để cho mình giá rẻ anh em, 300.000 nha. Đó, con này giá rẻ 300, anh em thích hạ tay hay mình câu ISO vẫn được nha. Cần là cần carbon, khoen pad Fuji hết, nặng là 180g, mã số 13, con này giá là 300.000. Đó, 300 nha. Cần lua thì em có một số cần lua một khúc này, một khúc thì em có một con máy ngang, đây một con máy ngang như này. Con này là cần máy ngang một khúc, con này đẹp như này, con này khoen Fuji và phôi nó xoắn hai da luôn. Cái độ dài con này là 5,6, 1m68, cứng là M này, M tải mồi tầm khoảng 28g. Đó, một khúc nha, máy ngang. Con này phôi đẹp lắm. Con này cho anh em mình là lua nhá, hơi mình lua chứ thực đều được, và ngọn to nha. Đây ngọn to xoắn hai da hết này. Đó. Con này là một khúc nha, thì tay cầm bằng cán mút để cho mình giá tốt thôi. Cân nặng 150g, mã số 14, 600 như này. Đây 600.000 nha. 15 ạ, 15 một con cần lua máy ngang một khúc luôn. Con này thì hàng hệ, con này của dòng Abu. Abu Gasa thì dòng Hornet này thì ngon rồi. 6,6 1m98 cứng L, tại mồi con này tầm khoảng 21g, tại cá 16 là bao. Abu này thì thương hiệu này của Thụy Điển như này. Đây của châu Âu nha. Đó châu Âu. Khoen là khoen full seat 3 chân này. Đó, trên này thì một chân. L thì nó dạng lưu cảm giác mềm thôi. Cần lưu một khúc thì di chuyển nó bất tiện, mà anh em mình câu thì nó sẽ ngon, cần hai khúc rất là nhiều nha. Đó, khoen xích này. Tay cầm thì bằng cán bần, pad vặn carbon Fuji. Cân nặng là 125g, mã số 15,
Giá con này là 1 triệu tư nha, 1 triệu 400 ngàn nha. Hàng châu Âu, Abu ạ. Rồi tiếp theo thì lùa một khúc máy ngang thì em có một con cần của dòng Olympic Mamiza. Cái con này thì carbon boron nha anh. Boron thì carbon này cao cấp hơn dòng carbon thường. Dài 1m8 và cứng là M và Mamiza. Tại mồi con này thì một OZ là 28g, tại cá là tầm khoảng 9kg. Dạng khoen là full sit gold nha. Đây em nhìn kỹ nha, full sit gold. Một khúc luôn nha. Đây một khúc máy ngang. Đó, sit chống xoắn. Carbon boron nha. Boron thì nó ngon hơn là carbon là bình thường cho mình ạ. Rồi tay cầm con này thì cũng là cắn bừng luôn. Đa số mình thích cho cắn bừng là cắn mút. Và cân nặng của con này được là 150g, ngọn 2.3 ly, mã số 16, 1.2 triệu nè. Đây 1.200.000 nha. Carbon boron. Rồi một con cần zip ạ. Zip thì em có một đây một con cần bạo lực cho nên mình zip. Đây, con này của dòng Ocean. Đây thôi, này. Của dòng Ocean nha em. Ocean nội địa Nhật Blue Junior. Con này thì thông số này. 6.6 là 1m98. Cứng MH nha em. Đây MH. Tải mồi con này từ 100 đến 150g. PE hỗ trợ mát cho mình là từ số 3 đến số 5. Korea xuất thị trường Nhật. Con này thì cần thủ trước thì nó có xịt cái sơn kim tuyến này. Nó phủ lên như này. Và khoen phu xích nòng sống. Con này ngọn to lắm như này. Con này còn đẹp lắm. Nó phủ cái lớp sơn kim tuyến này thôi. Ngọn 3 ly ạ. Đó, ngọn 3 ly nha. Tổng thể thế này. Ngọn 3 ly. Đó, tình trạng này nha. Con này thì cân nặng được là 300g, ngọn 3 ly, mã số 17. Con để cho mình giá là 2 triệu nha. Đó, mát 150g. Cho nên mình zip cũng hàng khổng được rồi này. Rồi đây có một con vừa zip vừa lua. Con này của dòng Daiwa Phantom ạ. Đây, đây có Phantom như này. Cần Daiwa Facet Phantom, cái độ dài con này là 8 feet 2m4 và cứng là ML. Con này vừa zip vừa lua. Tải mồi từ 7 đến 40g như này. Tải cá 20L bao. Daiwa xuất thị trường Nhật. Đây, mã có tem vàng. Con này thì nó còn nguyên cái siêu trên này xuống này. Nên nhìn kỹ nha, chưa bóc cho mình này. Và dàn khoen này dàn khoen full sit nha. Đó, full sit 3 chân hết này. Đó, tổng thể thế này. Cần thì nó sẽ còn ok nha. Nguyên bản nguyên zin, chưa có động chạm gì hết. Vừa zip vừa lô được như này. Đây, vừa zip vừa lô được nha. Khoen full sit 3 chân. Cân nặng được của cần là 240g ạ. Mã số 18. Con này gửi mức giá là 2 triệu nha. 2 triệu ạ, Facet Phantom. 19 thì em có một con ba khúc. Con này thì để cho mình giá tốt thôi. Cho mình câu chép này, câu mè. Ba khúc 3m và cứng là 30. Cũng dạng vừa không cứng lắm. Khoen pad Fuji ấy nha. Đó, khoen pad Fuji. Nước sơn thì màu bạc, tay cầm thì bằng cán mút. Pad vặn Fuji DPF. Đó, Pro Manai nha. Ba khúc câu ngâm. Cân nặng được là 340g, mã số 9. Giá con này là 500 ngàn nha. Đây, giá 500. Cuối cùng ạ, cuối cùng thì con này thì em để cho mình câu biển này, câu máy điện á. Con này của Daiwa cứng lắm nha này, 2m4 và cứng là 200. Carbon quicker. Đây, power mat. Khoen con này là khoen xích nha. Đây khoen biển mà khoen xích, chân cao này, phôi xoắn hai da. Con này thì mình câu máy điện á, cho nên mình câu máy điện mới cống mức máy này. Mình gắn máy điện như này. Là nó tự cẩu con cá to á, cá tầm 30-40kg cho anh em. Cái này thì anh em mình chuyên nghiệp thì em khỏi phải nói rồi. Tay cầm cán mút, bát là bát vặn này. Đó, Daiwa chính hãng. Gốc sẽ có một dây buộc bảo hiểm ở đây nha. Đó, một dây buộc của Daiwa này. 2m4 và cứng là 200. Con này thì cân nặng được là 660g, ngọn 4 ly, mã số 20. Giá là 1.8 triệu ạ. Đây, 1.8 triệu nha. Rồi anh em cứ ưng mẫu nào cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo nha. Bên đây sẽ hỗ trợ chụp hình từng mẫu cần mẫu máy gửi bên tham khảo kia. Rồi chúc anh em có một ngày đi câu nhiều cá nhiều sức khỏe nha. Gặp lần sau. Chúc anh em một ngày tốt lành ạ.